Duric hay Lucas Mir chỉ chờ những quả đá phạt góc như thế này. Rất tốt. Trọng Hoàng có thể có được khả năng chiến đấu tốt như thế này. Cú tung! Người đang dẫn dắt thành công đội tuyển Indonesia cũng đang có mặt ở trong trận đấu ngày hôm nay, và chúng ta hãy cùng thưởng thức lại một pha phản công đúng là sắc như dao cạo của đội tuyển Việt Nam. Tuyệt vời Vũ Phong, và phối hợp giữa những người không phải là những cầu thủ thường đón những đường chuyền của đồng đội Thành Hương và Vũ Phong. Trước đó thì Trọng Hoàng với khả năng chiến đấu tuyệt vời.